Các anh chị thân mến, AA là tập đoàn số 1 thế giới và chúng ta cũng 5 năm liền là công ty mà có số lượng MDRT lớn nhất thế giới liên tiếp trong 5 năm liền. AA Việt Nam của chúng ta bắt đầu từ năm 2012, chúng ta tập trung phát triển đại lý ngoại hạng. Đại là ngoại hạng 3 sao, 4 sao và 5 sao. Nhưng bắt đầu từ năm 2019 này, chúng ta có chiến lược tập trung phát triển MDRT. MDRT là một lực lượng đại lý mà đẳng cấp quốc tế. Về phía AA Việt Nam, các bạn sẽ được ghi nhận những thành tích trong khi trở thành MDRT. Về phía công ty sẽ rất nhiều quyền lợi để hỗ trợ các bạn. Và đặc biệt là công ty có chương trình phát triển các đại lý tiềm năng trở thành MDRT. Câu lạc bộ 2x2, 3x3 của chúng ta đã sẵn sàng. Xin chào đón tất cả các anh chị để có thể trở thành MDRT. Đã là đại lý, hãy là MDRT.